7. Tà kiến, sau khi chết không còn sắc tướng. Kinh văn Hiệu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng tránh tâm ma bất đắc tiện, cùng sanh loại bản, quán bỉ u thanh, thường nhiễu động nguyên, ư tiên trừ diệt, sắc thọ tưởng trung, sanh kế độ giả, tị nhân trụ nhập, tử hậu vô tướng, phát tâm điên đảo. Việt dịch lại nữa các thiện nam tử đó trong tam ma đẻ tránh tâm đứng lặng sáng suốt thiên ma không có cơ hội quấy phá trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia khởi tâm suy lường vẻ sắc ấm thọ ấm tưởng ấm đã được trừ diệt rồi thì người ấy sẽ rơi vào tư tưởng điên đảo cho rằng sau khi chết không còn có tướng giảng lại nữa các thiện nam tử đó trong tam ma đẻ tránh tâm đứng lặng sáng suốt

trong khi thiền quán tránh tâm ngưng lặng vững chắc, đây nói đến người tu tập định lực, người ấy đã đạt được định lực kiên cố và trí tuệ, thiên ma không còn quấy phá được nữa. Dù trí tuệ chưa đạt đến mức cứu cánh và chân tránh trí tuệ, nhưng ma vương không làm gì được anh ta, tuy nhiên anh ta chưa hàng phục được ma ở trong tâm của anh ta. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thưởng nhiễu động lăng xăng kia, hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội gốc của các loại chúng xanh thấy được manh mối của cái thưởng nhiễu động vi tế kia anh ta nhìn thấy được căn tánh khinh thanh, u quần của tất cả các loại chúng sanh biểu hiện qua sự nhiễu động vi tế thường xuyên ấy. Khởi tâm suy lường về sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã được trừ diệt rồi. Nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lường về ba loại sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã trừ diệt xong rồi, thì hành giả sẽ bị rơi vào ý tưởng mê lầm điên đảo cho rằng sau khi chết không còn sắc tướng anh ta nói rằng chẳng có gì tồn tại sau khi chết đó là loại lý luận điên đảo mà anh ta nghĩ ra